tối ngày mai thì đắn đo, nó có đắn đo vì cái lượt đồ này ra thì nó gợi cảm nhưng mà cũng vừa vừa phải phải chứ nó không quá nhạy cảm. Thế bao giờ chị thử trang phục kín đáo từ đầu đến chân cổ không, lọ không phải là không có đấy, nhưng mà lúc đó thì chính các nhà báo và chính các fan lại nhìn mình bằng một con mắt rất là lạ lẫm, có nghĩa là giống như là mình đang giả tạo. Ngay có những cái lúc mà Vân như vậy thì mọi người nhìn Vân giống như là Vân đang cố gắng sống một cái vai gì đó, đang cố gắng sống giả tạo, không có thật với chính bản thân mình. Nên là lúc đó thì chính mọi người nói thôi em trở lại cái hình tượng cái quen gì như thế.